có ai đi lên mẫu hòa bình chợ bờ hàng miếng thác gạch treo len 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 vâng vâng nhân nhân nguyện đêm ngày soi tỏ cảnh thác bờ rực rỡ can khôn lộ sổ đang mọc mọc đầu nguồn mọc nghìn đầu buồn thiên nhiên kéo tạp bên luồng chơi vơi cạnh cạnh thác bờ là nơi thanh lịch lập mối đền thờ thanh thanh ngân lịch lịch xếp những bao sông sông đà đức chảy gì sao tầng cảnh thanh, thanh xuân thiêu quang soi tỏ chùa tháp bờ tiên nữ giang sinh họ mượn áo trắng đài xanh trăng trắng đai xanh lưng đeo xa mi tích tích còn nơ bề bề nơ mình tôi sao đôi mi mắt phượng hoa cài chậm chậm mi sắt sắt đi vầng trăng xinh khỏe mặt mặt cả tươi chua môi son nơ mi đóa hoa cười giữ nét người thu ba tóc vừa ra là rẽ môi cành phượng mà nét cong 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 uốn lượn đường tự xinh xinh để liệu thân thơ dòng dòng chơi các hà bước bước non su khắp đỉnh đỉnh non cao bường bi bường nằm nằm phố sông
ngừng nấp phố sao trông mầm yên lịch lại vào kim bôi. Chiếc thuyền rồng treo chơi bên ngọc dọc con sông Đà, dạo khắp suối khe trên hàng miếng suối rút trèo về. Ngược 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 suối suối ngược ngược chuột thắt lại về tìm mơ bụi khắp mọi miền nơi kêu mi cầu vòng vòng vai ai con lỗi nhầm nhầm mì chúa đói lòng lòng thương ai mà tận số giờ dọc sông Đà, dạo khắp suối khe trên hàng miếng suối rút trèo về ơi à người à. Ngó tìm miếng suối rút trèo về ngược suối suối ngược lên quê đồng tiền mọi nơi kêu cầu vì vòng vai ai lâu nhập xin chúa nói lòng thương ý à. Treo vào cho tới bông lái chơi hồ ba bể 12 cửa ngàn rừng quê quê rừng lan rừng cúc rừng bạch đàn rừng trúc rừng thông còn đường lê lê muôn lừa đường sông ơi à. Cho phúc tựa vân vân lại ơi à. Độ cho phúc đặt hà xa trừ tay hàn ách ách tông ra bên
Chúa độ cho già trẻ gái trai ơi à. Xuôi rút Chúa trời kim bôi hoa bình, nơi ngũ nhạc rừng xanh mở lối qua lương sơn, thẳng tươi dốc khuôn trên non cao uốn khúc dặm trường. Dân cư vắng 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 hè, con sóng sóng mi mi lang mi lơ. Trống lắc mò gà mi rừng cục cục nghi tác vườn trên non, tha thiết đi canh thâu con chỉ đông đông một quạt lên lầu đi. Quan bên lâu, tiếng chim cảm khắc về châu ca vang. Bên sườn núi nhà sàn mấy lớp cầu thang mây nhẹ góp rung rinh bắt kè dòng dòng già cầm canh. Mật mật đi lừa lừa đi đi ba bữa dưới chân núi mặc da mi măng nửa nọ mặc che mắt mọc mọc nghe thơm bay khe chùa sục sục chát rừng mưa tay sung chát gừng cay bi mô mưa đắng đắng khoai làm gừng tiêu hương hơ bắc sừng mi đô đô tu hì dưới sông đà vịt lội nhấp nhấp nhô y a ơi a xe loan tinh xa linh liêu rõ ràng năm phương linh liêu rõ ràng ngũ phương bản cảnh Chúa bà năm phương. Chúng thiên lập mối to bàn cành cành Chúa bà năm phương
mua đêm thơ chúa ám thanh cành vàng thu hữu tình cành đẹp xanh sao đôi bên long hổ châu vàng. Cây lá cổ thụ tốt như tươi sườn xa được giữa lúc cách ba giờ mi tí hiện đi xa người mi nơi chung nước non dầu áo trắng hải cương. Dòng lòng chơi khắp hết năm 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 phương lại đi về gọi phu xe trả tiền bằng giày biên chúa bà tay lấy miệng ván chúa thường như như cành cơ hạt. Được ăn nhạt hơn xưa phút biên đi chú về nơi bàn cành sáng đôi nàng tiền tiền nơi sân hoa riêng mi ai màu phàm chú ba nghề. Đêm nằm nằm mơ thấy ma cùng quỷ chúa hành cho liền vị chân tay phải đi thỉnh thanh mời thầy. Điệp miền tuyên bình bình nghi bạch bạch từng con cùng quan quan con đợt hát nguyện bị cầu thình thình chúa lại mình xa đọc 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 đầu đọc 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 tân 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 thì mình nhẹ như tên
ai mà không nghĩ biết những mỹ thuyền bỏ neo chú mà hành cho chập chập đi thuyền neo. Đêm mơ lối xuôi có lúc lúc trèo lên lên nơ cần chú bà làm cho giờ mình dài giờ đây dâng lên tam bảo mười phương độ trì tay dâng nhang điểm điểm từ bi ơi à ơi à dâng nhang điểm điểm từ bi tam tòa tiên thánh chứng minh cho đồng chúa về lai giang từ chung ơi à ơi à. Điều chúa về chương đàn duyên nhã tích tích tăng cũng giang kỳ phục phục hoàng thân cận thanh chúa tiên trình vương ơi chúa về chương lễ sơn trang kim ngân thoi núi bạc vàng tiên dân có công làm gạo lốc thơm lực ơi trời bầu sông sắc tốt tươi dươm già lên ngàn lên trên ngàn năm quả nhiều hoa ơi à xanh lắm hoa nhiều hoa chúa bà đốt đúc vào xa sớm chiều gió bay nặng nặng chiếu chi vai đèo đi 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 à ơi à anh muốn tiền toàn xa sơn trong đền tiên chúa đẹp làm sao anh đuốc tiền tỏa sáng sơn trong đền đẹp làm sao chúa vui về hồi mùa về vui mùa trên sườn trạng tôi linh linh hài hoa dạo chơi khắp nơi chỉ thoái những lo rộn ràng hót khúc ca mùa xuân dòng gió hết trăm khe ngàn xuôi khúc chắc vàng bông hương người hương trai đôi tay tiên đi là vì vì tay ơi ý ý à ơi à núi đôi núi bao la lên lên ngàn hai trăm bông hoa hai hoa đêm
bao thanh đồng chờ mong ban khen, biết bao thanh đồng chờ mong ban mới ban xa bốn phương hội họp thì đã thăng này bạn cho tiền tốt lúa xây ông lộc cho lắm về đây càng nhiều bạn đã đi cho xài nhờn sang tiêu ông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con nhà khói phụng thờ 30 mùng 1 ngày mười tinh hùng sầm mì 30 mùng 1 hôm sầm mười chúa về bách biểu sớm chiều ca vang tay với bề bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang lộc chưa ba thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba lộc tiền bảy hôm nay ai ra về bàn sao bước như bay thương đồng loan ra về đây non chiêng chân giật hai hoa thước thước tha bông hồng nhịp chân tô ca thước thước tha bông hồng nhịp chân tô ca hôm nay loan ra dáng yêu kiều xinh quá là xinh người vui cảnh cùng hữu tình người xinh thời cảnh lung linh khác thường trong đền bàn khói nhang huyền ảo ngoài sân rồng hổ báo quỷ dân chẳng trèo chênh chếch một vòng ơi à chùa thương chấm linh linh nhật nhật đồng đồng ý nghĩ chùa thương chấm linh linh nhật nhật đồng 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 độ cho đệ tử lòng tay để đá chung thiên thiết lập là ngôi tòa là
lập ngôi tòa ngũ phương bản cảnh chúa bà năm phương đền thờ chúa am thanh cảnh vàng thu hữu tình cảnh đẹp xanh sao có đôi bên lòng hồ đua vào ý thanh gia hồi phục mệnh đến đỉnh đệ nhất tôn quan phục mệnh đến đỉnh ra tay sát quỷ trừ tình quan lớn chóc bà rời đất mưa xa chớp rồi đổi cơn sóng cây bồi đổ sôi Quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng thần cận thành chúa tỷ tỷ trực trực vương ca lăng cân giả âm tư bị mân trung sinh cô kim lịch lệ khai cổ phản chiếu thiền tố văn văn sớ dâng lên tương lai văn sớ dâng lên trình quan đệ nhất về biên rõ ràng về cho họ trần trường sinh đôi chữ trường sinh quan về cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh họ trường về cho vững mạnh đối đường phục tỉnh tỉnh như lai điểm khai khai thân nhân khai nhĩ nhĩ tất công khai khẩu khẩu có lặng vồn vồn khai tâm tâm hoan nghỉ khai túc năng bộ bộ quan về trước hình hình nhận nhận tượng mã dâng lên chu long tượng mã dâng lên quan về tấu đôi phê biên rõ ràng về cho nhị thị trường sinh
trong tam cõi cửu châu. Vòng bài ý, quan lớn ngài độ Việt Nam quốc ngài dân an, khắp sắc lệnh vua ban sơ sinh số tử người liệt nô hàng ngài châu phê. Giám sát quyền cai trên thượng ngàn, quan đệ nhị giám sát quyền cai thông chi thiên địa không sai trước đại thần. Vân tôn quan giám võ đặng đặng vân bắt bắt muôn minh công tử xa gần gần đều đến để làm vì tôi. Quan mỹ đạo vũ phòng lôi giờ bị dân nợ
truyền văn các quan tả văn hữu võ lương ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng hiền binh văn mã hằng hà bước ra lệnh sử thiên tội phạt cử dòng nhan ai cũng gặp từ việc quang minh chiếu từ trung ngã tới tới văn cung giảng kim phục quảng thần thần thánh chúa tiền trình thường văn sớ dâng lên tương lai văn sớ dâng lên trình quan giám sát về biên rõ ràng về cho họ trần trần trường sinh chư chư quỳ khang ninh họ trở về cho dung bạch đối đường phục thỉnh thỉnh như lai điểm khai khai thần nhơn khai nhĩ tất thông khai khẩu khẩu lăng buồn khai tâm tâm hoan nhị khai túc năng bộ quan về chân hình nhân nhân tướng mã dâng lên chu long tướng mã dâng lên quan về tấu đôi phê biên rõ ràng về cho nhị tự trường sinh
ban hiệu vị quân công giám sát quyền quản cai phố cát đồi ngang võ thời sánh với đức đức quan văn văn thời sánh với mạnh mạnh nhàn thay là trông lên có chữ để trôi trôi dưới sân rộng nhà khói long long lạnh lạnh trăm bông bông hoa đua nở trên cành giáng sứ quan giám sát yên quỳnh ngài bè bay quả tam giới quyền hành hành ngài sinh sát lương càn khôn lặng lặng quát trong tay khâm thừa thường để xưa nay quyền hành quán giám sát chút chút dày bậc tiên cung số hội đồng một tay quan cầm sứ số mệnh người sinh sinh tử chết biên họ trần ghế quan hiếu thuật thuật thảo hiền tu nhật nhật tịch tịch đứng chết biên cho thọ trừ có phen ra tiếp hầu lưu quý văn cử tiên ngài đầu chi một hai thạch xa hội hai tử đệ tam cung thịnh mời bờ phủ vương quan hùng binh quan cổ chân lạnh vàng quan lớn quý phương minh diện màu lọc lòng nhàn y mơ dị thương y hàng tông đôi thiên đình đình thoái phụ huynh chân chân nam mình mình quy đủ bốn phương gia uy chấp chấp chính kỷ cương cầm cầm cân cân này này mình mình sửa sang y coi ý đời we'll be right back.
dâng một chén nhang Long Thành, dâng một chén nhang tâu về Thoại Phủ, các ban các tòa thiền định chốn đó diệp là tâu về cho tới vua cha Đông Định, vốn dòng là chúa Thủy Tinh. Dòng nhan hai cung thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tức tăng cúng dạng kim phục hoàng thần cận thánh chúa tiền trình vương. Văn sơ dâng lên tương lai, văn sơ dâng lên trình quan tam phủ phê biên rõ ràng về cho họ trần trường sinh. Chư phu chư quý khang ninh họ trường về cho dung mạch đối đường. Phụng thỉnh thỉnh như lai điểm khai khai thần nhớ khai như nhĩ tất công khai khẩu khẩu lặng buồn khai tâm tâm hoan hỉ khai túc năng bộ hạnh quan về chữ chữ hình nhân nhân. Dấu ơn trong tay ba ngàn dấu trong tay 900 đạo bùa thánh tổ truyền ban quan về cứu người chân chân răng. Quan độ cho phúc đặng hà sa, trừ tai hạn ách anh tông tông ra bên ngoài độ cho già trẻ gái trai. Đầu ra thịnh vượng lộc lộc tài hân hoan chữ rằng thanh giang lưu ân ân. Tượng mã chu long thuyền rồng, tượng mã chu long quan về tấu đôi phê biên rõ ràng về trò nhị tự trường sinh. Chứng quả đàn duyên quan lớn về ngài, chứng quả đàn duyên sau là quan chứng chứng cho lòng thành độ cho họ trần trường sinh. Lượng thao
võ tổng lược thao bẩm lòng nhàn diệt mạo anh hào ngôn trung trinh tài cao quán cổ xích bích 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 trở về tỉnh Bắc qua giang sông lục đầu đồng thời cũ thiền qua hành canh tam thập thất tuế 37 tuổi pháp sư con phát tấu thỉnh Phật tuyên kinh cùng hình đón tiệc quan lớn tam phủ tiệc cô bơ thoải cung đại tấu cho đệ tử Trần Văn Trung mạnh sinh người dương thế số hệ trên thiên đình đầu đội lạnh mạnh sinh ngư canh ngọ liên hành canh tam thập tuế 30 tuổi tiến dân trả lọ tiền tàu quan 10 vạn kinh 12 quyển đệ cửu thập kho tàu quan dân tiến 3 hình tướng con tấu đối lên quan lớn tam phủ họ Trần con trả lọ tiền tàu quan cầu bạn mạnh bình an 6 chữ thọ trường mạnh khỏe sống lâu 4 mùa bát tiết xuân hạ thu đông cầu cho đệ tử con xuân đa các thánh hạ bảo bình an thu miễn tam tai đông anh bách phúc đệ tử Trần Thị Vân mạnh sinh canh ngọ liên hành canh tam thập tuế 30 tuổi tiến dâng tài mã hoa ban dâng hình vua cha ngọc hoàng thượng đế hình quan nam tàu ý của quan bắc đẩu tiến dâng tài mã hoa ban lục bộ nhà Trần trên bộ dưới hiền tiến dâng voi quỳ hổ phục voi chín ngà gà chín cừa ngựa chín hồng mao tiến dâng hình thái thượng lão quân dâng tiến 12 y thập nhị con giáp trả lọ tiền tào quan hoàng thiên quả kiếp tiến dâng tài mã hoa ban thiền thoi ngựa lót tam đầu cửu vĩ dâng tiến về thiên phủ địa phủ thủy phủ nhà phủ tiến dâng tam tòa chúa sơn lâm sơn trang đệ tử họ Trần Văn Giang mừng đồng tạ lễ ba niên cầu tài cầu lộc cầu bình an cầu làm ăn buôn bán
tạm trú quán tại thành phố Hà Nội. Xin đọc phù văn giàu ngân sang xuyến cho đệ tử họ Y Trần con gia tạ lễ ba niên. Cầu phúc lộc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn, tài như Xuyên Chí Lộc Thừa Vân Ai Xuân Đa Cát Khánh Hà Bảo Bình An Thu Miễn Tam Tài Đông Anh Bách Phúc. Đệ tử họ Trần con gia Bắc Ghế, phúc lộc giàu sang phúc lâu giàu bền. Con tấu đối lên quan lớn tam phủ, đệ tử họ Trần con chú quán tại Việt Nam Quốc, Hưng Yên tỉnh Kim Đồng huyện là chính nghĩa xã, A Dưỡng Phú thôn đội 2, cung cùng tiết lễ Hà Thiên quan lớn tam phủ ngài Thung Dung Giá Ngộ Hứa Tộ Quang Lâm. Hội đồng chuẩn nạp đệ tử họ Trần con gia mừng đồng ba liên, vào hội Quỳnh Tiên gia Bắc gửi ghế đền mẫu hoa dương, do thị kim nguyệt cát nhật là thu tiết kim ngân tỉnh cũng phu Trần phát sự con thường đại từ đại bi cứu khổ cứu lán linh quảng quan thế âm bồ tát hồng linh hòa tam ni giới tiền chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế ngọc bề vẫn ni ứng thiên thiên tam vị thánh mẫu ngũ vị tôn quan là tứ vị khâm sai ngọc bể tứ phủ châu ba tứ phủ thánh hoàng công đồng tiên cô công đồng hoàng quân ngọc bể bản đền mẫu hoa dương phụng sự nhất thiết quy linh ngũ hổ thần quan ngũ hổ thần tướng thanh xà đại tướng bạch xà đại quan ngũ lôi thiên tướng ngũ hổ đại thần voi quỷ hổ phục vì tiền cũng nghĩ bằng thánh nghĩ tự đồng thủy chiếu giám hộ huyền bằng chúc vô cường giám tiết lễ hà thiên đón tiệc quan lớn tam phủ quan lớn ngài thung dung giá ngự loan giá dương đồng họ phú đồng thầy ra bắc ghế dẫn trình canh hầu đại tấu cho đệ tử phu thi ai họ Trần canh hầu đắc lễ chu viên hoàn hảo thiên vận kỷ hội niên lục nguyệt nhị thập ngũ nhật thời địa câu đầu pháp sử con thường sư dựng lên thương lai văn sư dựng lên trình quan tam phủ về biên rõ ràng về cho họ Trần Trần Trường Sinh đôi chữ Trường Sinh quan về cho đôi chữ Trường Sinh chữ phú chữ quý khang ninh họ Trường về cho dũng mạnh đôi đường cửa nhà khang thái đời đời vinh hoa độ cho phúc đặng đà xa hà có lá sớ hồng đệ tử con có lá sớ hồng dâng trước công đồng đồng phật phật thánh chứng minh quan về tâu đối thiện định nam tào bắc đầu đồng về biên rõ ràng về cho họ Trần Trần Trường Sinh cửa nhà khang thái đời đời vinh hoa độ cho phúc đặng đà xa hà ta chứng đủ lô nhang, ta chứng đàm, chứng nễ, ta chứng sớ, điệp dân,
các chứng tâm đang khen ban thưởng cho đồng đền chủ nha pháp sư đồng thầy văn đàn tiếng hát tay tùng tay quế mà ta ban khen ban thưởng cho ghế của ta họ vũ ngày hôm nay nhất tâm ra bắc đế ta ngồi nhàn tài toàn được ta đồ họ vũ ghế ta từ nay trở đi từ giờ về sau đông con nhang bát ngàn đệ tử việc âm được tỏ được thương được tường cầu được thấu tấu được linh ta ngã tây phủ ta già tày phép ta bàn ấn bàn quyết cho họ vũ ghế ta làm thành cao tay bói giỏi tay đồng cao tay ấn được giỏi tay quyết trừ ta sắp nghỉ cứu dân độ thế cô uy nhà thánh cô phép nhà ngài cô ai bốn phủ cô lộc ta ban hả mà ta đồ cho họ vũ ghế ta được đồng khôn bóng ngoan đồng sang bóng lịch nay cầu đã thấu tấu đã linh cho đệ tử họ trần chứng rồng được rõ ra rồng ba lăm mừng đồng ba niên hả họ trần nhất tâm để trên ơn theo phật thánh dưới theo đồng thầy họ vũ dẫn trình ba lăm thử lính và chín năm thử đồng họ trần con này nhất tâm tiến dâng tài mã hoa ban hình đức vua cha tả quan năm đảo quan bắt đầu tiến quân lục bộ nhà trần trên bộ dưới thủy tiến dâng hình thái thượng não quân coi quỳ hổ phục coi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao tiến dâng thập nhị 12 con giáp tiến dâng hình nhân thế mệnh tam đầu cửu vĩ thuyền thoi ngựa lốt tam đầu cửu vĩ về thiên đình thoải phủ ra tạ lễ ba liên mừng đồng tiến dâng tam tòa chúa sơn âm sơn trang cầu tài cầu lộc tạ lễ ba liên ta độ hai họ trần phu thê về tạ lễ đàn tuyên bản đền mẫu hoa dương ta độ cho họ trần con ngày hôm nay tham điều áo thánh và bắc đế vua vỗ ngồi bắc ngay ta ngực tiệc quan lớn đệ tam tam phủ tiệc cô bơ thoải cung họ trần con nhất thân nay sớ điệp dâng lên có tên có tuổi có xóm có làng ta về ta chứng cho sớ điệp họ trần con được ghi rõ ràng từ nay dấu đen ta bỏ dấu đỏ ta ban ta phê cho hai chữ bình an và sáu chữ thọ trường họ trần con được mạnh khỏe sống lâu được xuân đa các khánh hạ bảo bình an bù biển tam tài đồng hình bách phúc ngày hôm nay tiến lễ đàn tràng hướng gì kính vậy thánh giám phúc lưu ân ta chứng tâm cho họ trần con để ngày hôm nay đàn tràng cầu phúc đắc phúc cầu lộc đắc lộc cầu tài đắc tài cầu bình an ta cho đắc bình an à mà hai họ trần con từ đây được phú quý giàu sang ăn làm được gặp may gặp mắn có ngân có xuyến có lộc có tài để trên no việc đạo dưới gánh vác việc trần được thông ngôn tỏ khẩu mà nói lời khôn ngoan ra ngoài thì gặp ông có đức gặp bà có tâm hả ta xếp cho phu thê hai họ con trong trốn ra chung được thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng trên nói có người nghe dưới khoe có người mến mà nói trên lời nhường nhịn dưới lời kính nể như trọng nhường biết đường để nội biết nối để tu tứ thân phụ mẫu nội ngoại hai bên ngày hôm nay về hoan hỷ cửa bàn đền bàn phủ để tác phúc trợ duyên công hầu tiệc lễ ngày hôm nay ta chứng cho để tứ thân phụ mẫu hai bên họ hàng đồng gia quyến đẳng huynh đệ tùy muội của họ trần con á già được mạnh khỏe trẻ được bình an chân chắc mắt sáng vững vàng bản mệnh nhất tâm từ nay trên dưới một lòng thuận hòa gia chung hưng long gia đạo á thịnh cường an vui để từ nay đời đời được sinh người đối dõi sinh con nối dòng lam nữ quý mà nữ được yêu kiều để thắng được mọi điều thuận lợi há mà lục phúc ta ban dài lâu trường thọ gia đình khang thái phúc lộc để đà từ nay trở đi toàn gia an lạc ngày thiên địa chứng tâm cho họ trần con để được trời đất chứng giám mà nay ta về ta khai sáng cho họ trần con từ nay đã thông ngôn tỏ khẩu rõ rằng lời cầu tiếng tấu ta cho cầu được thấu tấu được lên để từ nay cơ hàn được giải thoát đất bệnh tiêu tán vạn bệnh ta cho tiêu trừ từ nay ta khuôn phủ bản thân của họ trần con được bình ngắm ra hưởng mặt hoa ra phấn hà và ta độ cho canh hầu tiệc lễ ngày hôm nay hoan hỷ đàn tràng tiết lễ hạ thiên đón tiệc quan tam ta này ta xá lỗi xá nhầm xá tội cho họ trần con để phu thê hai họ trần con bù lễ được viên mãn quả tròn phúc đẳng hạ xa ban khen ban thưởng cho bách gia chăm họ đệ tử con nhàng thanh đồng đạo quan và đồng anh ý trị trừ vị dân thôn ngày hôm nay đã tạo về tác phúc trợ duyên canh hầu tiệc lễ lộc nhà lào đệ tam tôn quan ta trao về nhà đó hưởng phúc tự lai hưởng tai tự tống hưởng vận hạn thì qua tài lộc ban ra cho bách gia chăm họ thiên hạ thái bình ha. Thank you.
nhân rất thiết lập đền thờ. Lành sáng từ cổ kinh thiên thu, xích đằng hương khói phùng thờ, thập phương chiêm bái lập đền dần dần. Anh linh lừng lẫy độc đình cung, sớm khuya trầu trực trước bể rồng. Giang thế phù đời hương thiên cổ, để tam hoàng thái tử tiếng anh linh. Sổ tam phủ công đồng ngài phê bút, bạch thanh thanh đồng quan lớn ngài xét soi. Phúc đăng chiếu sáng rạng người, đôi thanh bảo kiếm xem loài yêu ma. Dài giang khê mạch rồng uốn lượn, chiếu càn khôn khí vương tụ lai, địa linh thiên giang kỳ tài, anh hùng giang thế dẹp loài xâm lăng. Luận võ thuật ai hằng dám sanh, so văn tài chung chính ai đang xích đằng cho tới lành giang, uy danh quan lớn dậy vang khắp trời. Trong tam cõi, cửu châu vòng bay, kêu quan về, độ quốc thái dân an. Khâm thừa sắc chi vua ban, số sinh số tử liền hàng quan châu phê. Chi văn võ trong đình thần nào có như ai
tổng lượng thắng minh thao lượng toàn tài lực quyền vũ bát hải ông kiếm sĩ các tòa. Chỉnh giảng biên doanh đợt lái lang anh vẫn hồng chiếu giảng trốn Nam Minh. Còn vua thoại quốc đông đình để tam thái tử giảng sinh ngồi đêm sông. Gồm ven thung sung nơi hoàng bằng bập sinh thành tự chất lòng lòng nhan cung cung tình tình mời thái tử đệ nam phi phương diệt hỏng lòng lòng nhan đẹp tha đôi nơi thiên đình thoại phù trần nam minh minh quy bốn năm phương gia uy chấp chính kỳ cương cầm cân này mực sửa sang có ý đời. Cầm quyền thanh chúa phép mẫu ngoan phép mẫu quan người tối tu anh linh lệnh quan tới xuyên miền thủy bộ chính sinh chính tế đăng giáp lên biển chân xa dòng sông sông xích xích bình bình hồ quân một trèo hồ quân một trèo du linh linh bốn năm năm phương có phen tuần tuần thú sông thương trở về tình bắt bắt qua giang sông lục lục đông đông. Sông sông sâu khắp khắp sông sông sâu sông cầu con sông sông hát khi lên gầy gầy người xuống thác vui chơi chiếc thuyền dòng dòng nghìn trăm trăm mái chèo bơi ngã ba sông bạch bạch hàng là nơi quan đi về. Trải dáng khê trải dáng khê lên ngàn quan xuống biển lạnh lạnh giang từ lạnh lạnh giang từ quy địa xanh xanh lam đê đê thờ quan tán tiếng kiệu vàng tả long long hữu hổ thạch thạch bàn rất quy. Dòng dòng nước về, dòng dòng nước về, thoại quốc bộ đi. Ngài truyền quân quân mây lây, ngọc ngọc lưu lưu lê. Đồng 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 dòng dòng nước phép thì không ai đáng. Qua đại giả, sông sông thao sông cả, kéo quân về. Kéo quân quân về, ngài đồng ngã ba tranh. Sương ca đàn hát tập tâm tành thơ ngâm phú vịnh vịnh đàn tranh tranh quan chơi bời. Ừ.
rồi tan tiếng rồi người về chơi thủy phụ dòng dòng đại nhân áo mũ quỳ tông năm năm ba đồng đồng từ đi theo hầu vào tông thanh thượng sáng sầu đức mẫu vương tòa đại giang thuyền rộng treo quê buồn lan khi chơi sông bạch bạch hạc lúc lúc quán sang tam cờ có phen lên cao bằng tuần quan trở ra về bắc bắc cạn thái nguyên sông sông lô đủ đỉnh con thuyền khi chơi bạch bạch hạc lúc lúc quan lên tiền trời đem quân lên việt trì quán chân thù lệnh lệnh quan lớn chuyện không ai buộc nhiều dân sắc vua phong thượng đẳng đẳng tối linh thần hai từ tháng sáu muôn dần tới lão cầu mỗi năm chung tuần từ tháng sau người trên bờ người ở dưới sông nghe đâu đây tiếng nhạc vang lừng họ chân nay bắt ghế ra đón mừng tiền con lịch lịch có ghi lên lạnh lạnh giang thăng thăng tức tức quá quá đệ tam người thật lịch lịch chung chung quân ngày hai tư tháng sau hạ tuần hoa chung chung nam họ vụ con đào quan đệ tam ngày cùng minh chính trước trong triều đình nào có nhường ai lừa hao văn văn võ toàn tài linh quyền vua bát hải ngài kiêm chi các toàn viện viện tam đạo truyền chữ quân quân minh nhị đạo tiên tiên phong phong tiếng chiêng kêu cờ phất phất chốc chốc sọc sọc bè sau thuyền trương giữa sọc sọc người lấy đần 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 trông cầm cánh chiêng ca vang anh ơi lốt lốt xanh vàng chi nồi nồi dư man triều đình văn văn võ ba quan sai lên đón rước quan lớn đệ tam về châu đừng giờ lâu phán đòi nhận nhận thư kíp sai lên ông kíp chậm 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 sát sát một tay thái tử đệ tam cứu sinh cũng lắm dài oan cho cũng nhiều dây quan đã về nơi thủy phù giúp giúp nhân gian và ức xíu sinh nghệ giúp quan lớn về ngài cho tớ thủy tung khuôn phù đệ tử khắc tinh thọ trường
gồm vẹn thúng dung hòa mạc bẩm sinh thành từ chất long nhàn cùng thể mời thái tử đệ tam phương phi diệt mạo long nhàn đẹp khác thường. Đôi môi thiên đình thủy phù chân nam minh quy đủ bốn năm phương oai người xa mi chấp chấp chính chính kỳ cương cầm cầm cân đầy bực sửa sang nghi việc sức long ngai cầm quyền thay chúa phép màu quan tối tu anh linh lệnh quan truyền thoại bộ chữ dinh chỉnh tề đai giáp lên biển chân thế gian sông dầu sông cầu con sông hát khi lên gành xuống thác vui chơi thuyền rồng chăm chăm mái chèo bơi dọc ngang bên đột lạnh đôi nơi quan đi về dày ông đã về trầu nhân đức bộ nhân dân vạn ức ức siêu sinh này quan lớn về cho tới thoại cung khuôn phù họ chân được khang ninh thọ trường thánh gia hồi tiệc bàn loan cung thịnh bời quan đệ tử vốn con trời gia ngự tòa thiên cung rời dưới đất nơi con thông 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 chi đạo phật phật nơ thiệt bị xa câu bị ô bắc sông sông vân 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 hà liệt liệt hoàng bị tinh đỉnh đầu bay xa trời thank you.
dòng ngàn hai cung tập diệu quang minh chiếu từ trung ngã tức tăng cung dài kim cực hoàng thần cận thánh chúa tiền trực trường vương ca lăng cân giám tư bì mân chúng sinh cô ngã kim định lệ hai cung phải chiếu thiên tổn văn sứ dâng lên tương lai văn sứ dâng lên chỉnh quan tứ phủ về biên rõ ràng về cho họ trần trường sinh đối chữ trường sinh quan về cho đối chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường về cho dũng mạch đối đường phụng tỉnh tỉnh như lai điểm khai khai tân đường khai nhĩ nhĩ tất công khai khẩu khẩu lăng một khai tâm tâm quan nhĩ khai túc lăng bộ hạnh quan về chứng hình nhân nhân tượng mã chu long dâng lên tượng mã chu long quan về tấu đôi phê biên rõ ràng về trong nhị thị trường sinh
đấu đo phụng thờ các cửa sông, đấu đo phụng thờ ninh sang minh lại nổi linh 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 từ thờ ông lớn quần quần tranh dòng dòng nhan nhai cung cập kỳ hiệu quang minh chiếu từ trung nga tức tân cung giang kim kim hoàng tần tần thánh chúa tiến chức trình vương quan quân ngài tấu đôi phê biên rõ ràng về cho đệ tử trường sinh đôi chữ trường sinh quan về cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý thang ninh thọ trường về cho dũng mạnh đôi đường trả nợ tao
tao quan định tủ con trả nợ tao quan quan về tấu đôi phê biên lõ lạc về cho đến tỷ trường sinh phục tỉnh tỉnh như lai điểm khai khai tân nhật khai nhịn nhịn tất thông khai khẩu khẩu lặng một khai tâm tâm hoan nhị khai túc năng bộ quan về chức hình nhận nhận kim ngân văn sớ dâng lên quan quần ngài tấu đôi phê biến rõ ràng về cho họ trần trường sinh trả nợ tao quan đệ tử con trả nợ tao quan tiền tao kinh sách nạp vào sông kinh quan về tấu đôi thiên định định phụng tỉnh tỉnh như lai điểm khai khai tân nhật khai nhị nhị tất công khai khẩu khẩu năng ngôn khai tâm tâm hoan nhị khai túc năng bộ hành quan về chương trình hình nhân
viện xử chết hùng triệu. Hùng triệu thập bản ý đất đất địa ở linh bạch 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 phong 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 châu dựng nên xa ta tăng dài lâu nhớ tiên tổ đời sau còn nữ chuyên. Lập đền thờ quan tâm tranh
âm thanh nhiều nơi lịch sử vốn đắt bay mi từ cổ xi lai có bao phen xuất nhập trang đài đào lan quân huệ sứ vầy tiếng xương ta đệ tử con khấu đầu cung thủ tiết văn châu quan đệ ngũ tuần tranh ngài y ra lâm liệt tung tung hoành trừ tà sát tu nên danh danh tướng tài chiến bát bát đôi long long châu hổ phục lốp lốp tám đầu mình quần quần khúc khúc chầu lên đôi lần giờ phượng múa đôi bên quan tuần loạn giá ngự trên sập công đồng sắc sắc bàn bàn phong ngài kiếm chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ tinh quan tuần ngài vạn phép muôn linh quyền ông cai quản tướng thiên binh nhà trời người đồng đồng ai mình quyền bóng quy nước oai rời người quỷ bóng trăng tôn quan lên tuần con người hiền hách hách quy quang giá tay tế độ trần giá con đường lúc lúc bấy giờ ngài ra uy hùng hồ nương uy trời cứu độ muôn dân đùng đùng đùng, đùng nổi trận phong vân ngự đồng bàn dấu cứu dân quan chủ dấu thiên quan cho về mà chấp ai có ta có lân trực chân mình ta xa mặc dấu ai bệnh bệnh hàn chưa qua tới yêu quan đệ ngũ thì bệnh bệnh đà với ta đã nay này dốc lòng ơn quan vạn bội hoặc anh bà nhầm lối truyền tha hay là cách trở gian tà cầm cớ chỉ núi núi đảng mây tan không không quy ngài xa thổi gió phép mây phép ông ứng hiện đồ cây bít tất nhà tiếng nước danh tung hoành dũng lượng cảnh cảnh non bồng bồng nước nhường bồng bồng lai khi vui bạn chúc chúc bạn mai bạn loan tiệc ngọc vui vầy xương cầm quyền còn đương xa sổ nay ông lớn về ai đổi số cho ai thiên đình văn văn võ toàn tài quan tuần lịch sử đáng trai bậc anh hùng các bộ nàng ra tay bè quê quan dạo trời thành thành thị hồ tiên ba ngàn thế giới dư thiên tiền quan đệ ngũ khắp miền đi đông tây đông
dâu thép mây phép ông ưng hiện đổ cây bên tóc nhà. Bốn phương đều mình đổi ông cả ai có lòng được thì sáng từ bi. Phút thôi ông lại biết đi cưỡi tướng bạch hồ lên châu thượng thiên. Nay một nguyện giáng phúc trừ tai đồng gia tín chủ ai ai cũng thịnh vượng. Nguyện thứ hai cho buôn bán trăm đường tiền tài lưu loát bạc vàng có để ra. Nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho canh hồ đắc lễ họ trần con được phú quý giàu sang. Bốn nguyện quốc thái dân an cán quả linh tỉnh dân an được thịnh cường. Tạo hóa sinh quan tuần ngày hiển hành phò án dương vương để đánh giặc triệu đà. Dòng sông tranh khúc khai hoan ca kỳ cùng thanh tích gần xa danh tiếng đô đồn. Ông Long Hầu khấm ấm ban sắc tư chân chân đinh giang tiên vạn tổ anh linh bao phê đắp lũy xây thành khắp miền xuyên hải sông tranh dợp trời. Đại cung kiếm xanh xanh hàng phó tử đất đất kinh luân luân vĩ tưởng trương tôn phong liêu ma thượng giang hồ cung cầm dương nguyện con đò trên sông châu nghi thôi lại trở xa đi cưỡi tướng bạch hổ ông lên chầu thượng thiên ra hồi. Bát hải động đình ngài còn vua bát hải động đình tôn quan điều thất anh linh linh giang đền thanh hồi. Hoàng triệu là còn vua thứ hai đời lê thái tổ quảng cai triều đình thanh gia hồi. Vui vẻ đến dòng sớm hôm mai châu ba đệ nhất vui vẻ đến dòng ngày chơi thủ chinh lâu lâu vào hồ xa sơ loan thanh xa hồi. Tiên thanh trên ngàn dâng văn tiên thanh trên ngàn đồng cuồng tuần quán giang đền hôm nay. Đêm đông buông sương rơi là đã nghe tiếng gió rừng sao sáng năm canh dễ kêu đồi đuôi vắng cạnh cánh lá rơi
con đường mòn dẫn dẫn vào đồng nghị trông sáng sinh trên đất tổ đất cua năm năm yên thân bày mạo sờ dẫn dẫn y quyền cao con sông hồng dì dào sóng vỗ nước chảy về cho tới mẫu dân văn tiên thành trên ngàn xong đi ca lăn mặt kia đàn chim chim bay bay về đêm đêm đi cánh cánh nguyên nguyên miên lăn lăn sao miên tàn chiếc chiếc thoi ba nguyên nguyên khoan khoan treo đi vào chưa đứng gập gập gành quan quan miên miên thắt thắt lâu lâu gành đồi thấp núi cao trèo ra núi đỏ lúc lúc vào ngàn xanh trên thượng ngàn tôi tú anh linh nghĩ ngỡ người xanh xanh mình thơm đã có tiếng đồn vang cửa bể mưa tuôn đầu gành ra ngà mắt mắt vượt long lanh nghĩ ngỡ người mì long lanh diêm mới tốt tóc mai xanh sườn xa mì hương tôm điểm bầu xa cổ tay tượng ngà đầu đầu mì mì vần vần tóc tóc nghi mai phù sòng sòng cục chua thiên thai
Chúa thiên thai giáng sinh hạ giới, quyền cai ngôi thượng ngàn, quyền bà cai bảo lạc đất Hà Giang, chim tầng khe suối một nơi bầu tiêu giao dòng trời rừng quê rừng đào. Mây mây gió chẳng chẳng nghĩ sao lưng 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 lờ, đầu đội nó buồn mẹ vang mi quầy lắng hoa, đồng đồng ý của tuần tuần quan vào mi ra mi chơi bời. Ngồi trên đỉnh núi cơn người hằng ngã tàng tình thôi mua lại ca, sai ám dòng dòng mưa tiếng 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 mắt to tường lục châu quan hòa liêu lương liêu lô dòng dòng ý trời bắt bạch ảnh vũ hồ. Chúc che ngàn bầu người hai cô thủ bàn đi theo hầu của châu ban giòn quang đi ban hàng tay dâng nhang miệng niệm từ bi ơi ai
cho đông trầu về lai giang đền chung ý nghĩa. Về đây càng nhiều, bạn bị cho xa nhà, xa điên.
đồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Họ trần con nhà ngói phụng thờ. 30 mùng 1 ngày 10 tư nhưng hùng giảm mịn. 30 mùng 1 hôm giảm mười tư. Châu về bách biểu sớm chiều ca vang, tay tới bề bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời người, đem cho các người đời đời giàu sang. Con niên số yên căn, yên ngôi chính vị lộc tài để đa, đổ cho yên cửa yên nhà. Ơi à, cho phúc đặng đặng hà xa ý à huệ à. Độ cho phúc đặng đặng hà xa trừ tay hạt ách tông ra bên ngoài, độ cho già trẻ gái trai ý à. Yên ngôi chính vì lòng lòng tay để đá, bù cho yên cửa được yên nhà. Ơi ra người tiên nữ hôm nay về tới bàn đến đây là la. Người tiên nữ hôm nay về bàn đền đỡ. Dòng cao mặt dòng băng qua đèo đường còn xa, núi kia xếp núi băng qua đèo về đền đỡ. Dạo bước như bay thước đồng loan ra về đây, nó chiếc chân trần hài hoa, thước tha bóng hồng nhịp chân đô ca, thước tha bóng hồng nhịp chân đô ca. Trên tiếp lồng lồng ba ba tài, thứ nhất lồng hoa, thứ nhì lồng quả, thứ ba lồng tiền, mẹ
ngày hôm nay lại sang bàn đền ý được giàu sang đời đời bắt cho chăm họ đời đời giàu sang. Trở về sẽ bóng sang khăn sẽ bóng cho dân thanh đồng đổ cho yên số yên cằn yên ngô chính vị lồng tay để đá đổ cho phúc đặc hà xa ý nghĩa xe loạn thanh gia hội cung. Tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng thành ý an. Một bầu gió mát trăng thanh đàn thông reo rắt ở bên y gành suối reo đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy